Hello anh em, và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Sự Giác. Xin con view 3 nhé. Chết rồi, pha này khó rồi anh em ơi, mất một con Amelie của mình rồi. Bắt buộc phải mất anh em ơi, không là... Không là mình sẽ có khả năng bị thọt mất vàng. Khả năng này cũng không cao, cũng có khả năng này hơi cao đấy. Bắt một con Amelie. Đấy, may quá mày. Suýt mất con Amelie. Anywho thì trận này tướng nó khá là... Chế độ này nó cũng khá là thế nọ thế kia. Nên là mình khả năng chắc đánh, sẽ đánh thú. Nhìn có vẻ dễ đánh thú lắm em ấy. Trông rất thấy có tiềm năng đánh thú luôn. Flo này xiên được người ta. Đánh ba tướng nhá, ba tướng mình cũng khá là khỏe, mình cháy bị cho thêm con gì nữa, cho thêm mình chắc cho thêm con này thì thôi cũng không có ý nghĩa mấy. Lo mình xin được chưa? Rồi sao giết con Floyd bên kia bây giờ? Nhiều rất ảo thế, có sao chết nhỉ? Team mình có quả nào sát thương chuẩn à? Nó chết do Noman nhỉ? Noman là sát thương vật lý mà nhỉ? Ê, có một hai con Vera mình cũng muốn lấy nhá, bởi vì mình đang chơi tính anh chơi thú mà. Tướng à, đồ thì xấu rồi. Chế độ tăng tăng slot tướng nên là mình cũng hơi muốn lấy con Vera kia nhỉ? Hơn một con Vera kia đấy. Cái này chắc thua này, khi thua này. Thua mình bán Vera đi nhé. Ra đập trước. Ok, floor xin một bạn. Ok. Willen chắc quẹt được con Rat mình không? Không quẹt được rồi. Chạy hết rồi. Chạy thôi. Mất con này. Thêm Amelie. Chắc không được nhỉ, thêm con này là 10 vàng à. Thôi giữ đa xị đi. Thắng thua cũng được nhá em nhé. Thua cũng được. 29 vàng thật. 29 vàng bán. Không, tay của đấy mình tưởng mình nó ghi 10 vàng, mình cứ tưởng là tưởng mình sẽ lên 30 vàng cơ. Đập nhà Quý Lan sách thái thì chịu. Thôi vậy bạn ấy thắng đi. Chịu thôi. Willen. Nhà này chắc thua mình. Ừ, chứ chắc đã thắng mình á. Thắng được không nhỉ? Thắng được là tốt nhá em ấy. Thua rồi. Thế thì mình sẽ thua thêm một trận nữa đi, xong rồi lấy chuỗi thua 3 đi. Thôi thêm một trận nữa lấy chuỗi thua 3. Xong rồi đánh thú à? À, giác tê à? Con thú lại bán thần trước nhỉ? Bán thần lắm hơn. Đã là 2T3 nhỉ? Đa con 2T, gặp Gaia. Thà thua trận nữa một ý nghĩa nhiều anh em, bởi vì mình đang 92, bạn kia 94. Trận này mình cứ để đánh để thắng thôi. Tại vì mình không xuống được top dưới hơn nữa, bị top dưới nữa là 79, 78. Khó xuống lắm em. Đế này đẹp mà. Cho mình chơi game nữa không anh em? Và cho mình chơi game nữa không đây? Sao game lại khó khăn thế này?
Lau này lấy một thôi này. Bán sơ đi. Bắt thịt. Tưởng là về ra rồi nhá. Man tôi. Tio cầm này đi. À, không không, Ali cầm này đi. Lại mất nhân đôi đam nữa. Không nhớ đây. Phát đấm phát. Ok. Cái này hay này, cái này hay cho con Alice này, bởi vì nó cứ nổ liên tục một giây hồi chiêu mà anh em, nên là con Alice cái chiêu của nó sẽ ở đấy khoảng một lúc lâu ấy. Sách thánh chắc luôn, không cần nghĩ. Vio à, hay cho Alice thử không nhỉ? Ê, hay hay làm thử pha này không nhỉ? Alice sách thánh xong rồi đánh thường mà nó cứ ném chiêu mà nó cứ nổ nổ đam liên tục. Nghe cũng muốn thử một phát anh em ơi, muốn thử một phát đấy. Thử một phát rồi nhé. Voi chắc mình không chơi đâu. Mình chắc tránh đánh thú rồi. Không chơi được. Chơi được. Ly thêm một con nữa nhé. Để thêm mình 6 Noman nhé. Thử test một pha Alice. Alice cầm sách thánh xem nó ra cái định dạng gì không nhá anh em nhé. Rồi ném một pha rất là ngu này. Không biết pha thứ hai nó ném có ngu thế không ta. Cả ném là pha thứ hai luôn này. Ôi trời rát đi. Mà đi đi. Master cầm cái này được không? Không cần. Hồi chiêu liên tục. Có mày thương không? Ngon. Trong video nhỉ. Sao thử video nhé. Sẽ thử cả video nhé, vì con rat đứng trên nó hơi mỏng thì không có đồ tanh cho nó. Nó đấm được chắc một hai phát xong rồi nó ngất à. Thì cũng không được ok cho lắm. Con này cầm từ sách thánh này. Cho vào đi, cũng chả cần 6 Noma đâu. Đây luôn. À con này pháo thủ, kích pháo thủ được. Bỏ con Buster đi. À, mỗi 4 vàng một tướng này. Pháo thủ. Nobody wants to go home. I'm so stuck in the same rope. Sing along like there's no tomorrow. Mình nghĩ là như thế này nó có bị chia đam đi không nhỉ? Kiểu giả sử nhá, nếu mà có một con tướng ở đây này thì nó sẽ đi với con Alice, còn con tướng ở đây nó sẽ đi với con Alice.
Xong rồi mấy con tướng ở sát sát đây nó sẽ đi về con Rat với cả con Floor ấy. Như thế kiểu tướng địch nó sẽ đi về khắp nơi ấy, nên là nó sẽ bị chia đam ra. Đúng nhỉ? Hay mình cần một con đứng giữa nhỉ? Nghĩ mà cần một con đứng giữa nữa. Rat đứng giữa. Ok. Đi bình giữa. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Này mà có quả. Có quả. Kèo vào nát là xong đấy. Phương bắt đáy bên này đúng không? Cương bắt đầu bên này nghe. Shall I compare the... Quá ghê anh em ơi, quá ghê. Teo không có. Rishi là tí mua sao cũng được nha anh em. Bây giờ đang cầm máu đã. Đấy. Kể ra cái quả 6 Noman kẹp vào một con Caffeine này đầu game. Đầu game giữ máu cũng ok phết nhỉ. Nếu mà có sách thánh ý. Nếu có sách thánh ý. Quý si mua lại. Mình cho con này nhé. Quên. Bốn thú này anh em. Bốn thú bây giờ cho mấy con này. Xong rồi cho thêm một con teo nát nữa vào đây là ngon. Xong rồi cho tạm một con floor xuống là 8 con này. Nhưng mà phải có teo cơ. Có teo mới cho được. Không có chơi 6 Noma này tiếp. Ông xin đôi được. Ui, đàm to thế anh em. Nhau Caffeine nhìn xì đã thật anh em ơi. Cho floor ra bên kia đi. Floor đứng đây. Floor đứng đây kiểu nó con này nó xử hết đam của con floor ấy, con floor không kịp xả đam ấy. Muốn tận dụng cả đam của con floor đó, cho floor ra bên kia đi. Teo này anh em ơi. Cho luôn đó nhỉ. Chuỗi thắng đang ngon, đội này đang hiệu quả, tại sao mình lại phải đổi? Đội này đang hiệu quả với anh em. Teo 10 con. Cái gì không hiệu quả mình mới cần đổi thôi đúng không? Đang hiệu quả cần gì đổi? Noman đang ok là Noman 2. Nó xin đôi được rồi. Má đúng khỏe luôn đấy. Ờ đâu hết khỏe rồi. Hết khỏe rồi. Ê nhưng mà giữ máu tốt phết nhá. 13 vòng. 13 vòng đầu giữ máu tốt. Đọc quả thú này. Chịu được. Nghỉ xuống anh tha à. Hai teo nha. Thôi bán đi nhá. Headshot thì tướng rồi. Ah!
thêm một nữa thì mình còn thêm teo chứ không thêm con floor được không? À chắc gì đã có hai con teo nhỉ, nếu một con teo thì không sao. Ok, chỗ này đánh cũng khá là chuẩn chỉnh rồi. Then we see you. Sáu thú hơi sớm anh em ơi. Tí nữa nhé. Tí nữa cho sáu thú vào sau. Sáu thú hơi sớm. Thay được cái thẻ thú rồi mà. Bật con teo này. Không ai cầm ma lốc này. Chơi được anh em. Đồ đầu game khá là xấu nhưng mà tự nhiên càng ngày càng đẹp. Thế là thêm thú hai con tanh. Hai con tanh chuẩn bị tí luôn. Phở lo Sienna cót chui à. Hai tanh hai góc. Thôi Vera. I will see my destiny to the end. Thế thêm một con teo nữa ngon em. Lo xuống đáy mạnh mạnh nghĩa đúng không? Check sát xem có bạn nào có thương nữa không nhé. Không thì mình sẽ đảo ra góc một phát cho nó uy tín. Cho anh kia chết luôn. Okay. Mạnh nghĩa có thương này. Check xem mày còn ai có thương nữa không nhé. Không phải dòng chơi góc. Trời yeah. Đây nhá, bạn này không có thương này, không có thương này, không có thương này, không có thương này, không có thương. Tất cả là không có thương đúng không? Ok, chơi được anh em. VC2 giữ chuỗi thắng cho mình. Ra bạn mình cần rồi. Bạn này sẽ đảo một tí này nhé. Này đi, này đi, này đi. Tại sao xuống. Justice reigns supreme. Magic pervades. Hereafter, your heart only beats for me. Mày nghe đấy. Thành thú còn có mặt thêm của con pháp không? Hereafter, your heart only beats for me. Con này phải đào lại anh em. How shall you please me? I will see my destiny to the end. À, ma lốc nhỉ? Khó vậy sao? Khó ra ma lốc vậy sao? I will see my destiny to the end. This what is my target. Eco nhá, Eco lên. Eco lên 9 rồi anh em ơi. Tìm hoài không ra là bắt đầu mày eco rồi. Đi toàn đen thế thôi, chả biết làm sao. Rồi nhẫm phát mặt cày thật.
Bắn được con này không? Có truy hồn mà. Choáng phát. Choáng được rồi. Hay anh em ơi. Hay anh em ơi. Cô nhá anh em nhá, kệ các bạn đi. Nhìn lên 6 thú phát cho nó bị tí. Thì chúng ta là... Đây là Malok. Có nhiều Malok lắm, cứ vừa Brawl 10 á. Lên. Quét nộ phát. Anh em xử đổi con quét này nộ luôn không? 60 mana cộng với cả kia còn có khoảng 40 mana nữa là nó nộ được. Quét này nộ cũng quan trọng anh em ơi. Con Vera kia nó búp giáp ảo rồi nó búp mana cũng ok, mà khi cần quét nộ hơn, quét này phải nộ phát thì nó mới có đủ tanh mà mình để mình sống. Cũng hơi vấn đề. Không roll ra Malok thì đành phải chơi tanh bằng crack thôi nha. Có gì tanh tanh gì đó. Em đánh thử bao nhiêu phát nó nộ nhá. Con này là khoảng 100 trên 200 đúng không? Cho thêm 60 là 160 ấy. 160 thì chắc là khoảng thường chắc 3 phát chứ. 3 phát 4 phát gì đấy. Quét 2 này. 1 phát này. 2 phát này. 3 phát này. 4 phát anh thưởng anh em ơi, nhưng mà nó còn tanh tanh đam nữa, chắc là khoảng 3 phát thôi. 8 giây là nó nộ rồi. Đi tìm. Cho nó cầm đồ đi. Nó có choi nữa, nó không bị choáng nữa, sẽ đánh thường liên tục. Ngon thế nhỉ. Ra Ngọc Đại phát cho quét nộ luôn này. Quét nữa. Đây luôn không? Đây luôn rồi. Không ra Ngọc Đại mà có thêm cái choi nữa này. Hay là cái này. Hai choi ngon hơn. Luôn đi. Nói đi. Con teo này đang cầm đồ đẹp thế nhỉ. Cho Vera một đồ đi em. Luôn không anh em? Quá muộn rồi. Ta sau mình lên nhá. Lên pha này luôn. Thằng mặt con John này. Quét hai phát đánh thường thì nó nộ này. Ok, nộ một phát vào mặt này. Teo này hồi được máu này. Ai à, căng nhờ. Chúng pha này đánh ghê thế nhờ. À, cũng hơi lỗi mình. Hơi lỗi. Choi. Thế mày đi. Thế mày đi. Mày quét nộ luôn đúng không? 80-100 vừa đủ. Nộ được luôn. Đi vào. Ngày lên trước, đứng trong góc bên này. Cho đồ kia. Cho con này. Nhưng mà con Flom kia không chơi được góc đấy. Không đẩy sang góc đấy để chơi. Rồng bắt ái à? Sợ ông ta. Nó con ulti đau phết nhở. Một cái khỏe nhở. Không làm gì được anh em ơi. Sự nhà này mình không làm gì được luôn đấy. Nộ phát ok này, đánh thường này. Phải điên là cót nó xuống bụp cái phát ngất hết. Cần con Malok thì còn có gì. Đứng tanh. Điên quá, nhà này điên quá. Chịu đấy. Chịu đấy. Lốc 1. Tính là mình tính eco anh em ơi. Ở nhà kia hơi điên đây này. Nhà này mình chưa gặp đúng không? Nhà này mình chưa, nhà mình vừa gặp rồi. Nhà Mạnh Nghĩa mình chưa gặp này. Teo bắn thẳng à?
Thẳng mặt con này có choi rồi. Thêm con cắt bắt đáy nữa. Con cắt bắt đáy kèo bắn thẳng à? Kèo bắn thẳng vào con Phoenix này thôi, không có gì đâu. Nhà này Red nộ được góc này. Teo sẽ bắn được chết. Con Yon này chắc 3 đồ, 4 đồ đấy. Cũng khó đấy. Kèo bắn thẳng này, ok. Kèo bắn thẳng ngon luôn. Red nộ luôn. Chôn cũng được. Chôn cũng được nha. Kèo choáng phát, ok. Choáng phát. Rồi anh em ơi, đúng rồi. Tìm con cát phát này, tìm con cát, tìm man lúc 2. Bỏ một QC đi. Đi thay anh em ơi. Không sao, tạm thời đồ này. Nào ma lốc này. Quét nộ. Ok. Tanh tanh được một tí này. Con cát chết, à đồ teo chết rồi. Nó còn con cát này. Nhảy được này. Quét đánh thường được không? Con cát này có cùng chiến nào ấy. Nó cùng chiến này. Nó vẫn nhảy được. Vẫn nhảy được này. Nhảy nữa. No dancing rồi anh em ơi. No dancing nữa. Sao anh em ơi? Sắp gỡ được. Sắp gỡ được. Đã có điền quá. Các bạn ấy không làm gì được ạ. Hai teo. Cân nhắc anh em. PC cũng cân nhắc. Vera. Bây giờ Ma Lốc chơi được. Ma Lốc liệu chơi được phát nào không nhỉ? Thử nhá, xem phát này bao nhiêu vẫn nhầm bay mana nhá. Nổ nhảy được luôn này, ok được rồi, được rồi. Cho Ma Lốc được giữa luôn. Sợ quá gì anh em. Ma Lốc được giữa luôn. Thêm một shot tướng nữa thì mình thêm QC không thì thôi. Hay 3 máu à? Pha này quyết định là mình đi hay không á. 3 máu dễ đi đấy, nhưng không ra là có Ma Lốc 2. Ma Lốc được giữa luôn nhỉ? Mình giữa góc khá đẹp, con teo này bắn thẳng mà mình có choi. Ma Lốc nhảy được luôn. Nấy là một đống đam. Không có. Tao sẽ bỏ luôn mấy bạn này nhé. Ê, rất là quan trọng một con Ma Lốc 2 đấy nhá em nhé. Ok. Ma Lốc đứng giữa, quét đứng đây nhá. Liềm cho con cát. Cho này cho teo đi anh em ơi, cho nó teo nó sống sống một tí. Một cho teo nó đi. Này. Yon đứng giữa à? Ma Lốc. Ui! Yon đứng giữa à? Ê à, dở quá nhở. Nhưng sao con Yon mình ăn bị ăn một phát choáng của con teo kìa. Rồi nó bắt đầu bắn lên con cát mình rồi anh em ơi. Ôi mày quá. Eo phải đau tim thật sự anh em ơi. Mẹ đang nhìn mấy nhà teo bắn giữa ăn con gì bắn giữa mà. Ngọc đại không đấy, thêm ngọc đại nộ phát. Phát nộ phát anh em ơi. Đây. Phát nộ đi. Phẫn nộ lên anh em ơi, phẫn nộ lên. Cắt 2. Kéo 3. Gặp bạn nào nhỉ? Thương bắt đáy, teo bắn giữa. Gặp đúng bạn Yon bắn giữa cay thật. Đây, bạn đây chắc là gặp teo bắn giữa ngon này. Na cót không sợ đâu anh em ơi, mình đẩy con Na cót đến tận đáy của bảng xếp hạng rồi. Teo bắn giữa không sợ.
cho ba lớp mình có choi. Ok luôn, nhảy mà thẳng mặt con teo luôn anh em ơi. Nhảy pha cũng 10 điểm ấy. 9 điểm thì cũng phải 10 điểm ấy. 9 thì cũng phải 10 điểm ấy. Chứ đừng teo 3 à. Hai con teo được teo 3 không anh em? Lên teo 3. Xong mình cho giáp của mệnh sang teo à? Cần không? Có đấy. Teo 3 là mình cần giáp của mệnh sang teo đấy. V3 chắc thôi nhỉ, chẳng còn V3 đâu nhỉ. Ra rồi. Rồi lại con John 3 này đúng không? Quét đứng giữa đây. Mà lúc mình sẽ chơi góc này thôi anh em ơi. Lúc mình chơi góc. Mà lúc mình chơi góc đấy được. Mà lúc mình chơi góc đấy là đẩy xuống góc này là vừa. Nacot bị chui hẳn sang góc đáy bên kia rồi, không sợ này. Yon này sẽ bắn vào con Crest này thôi, không sao này. Crest thì mình cho nó bắn Crest cũng được. Thế tạm thời thế nhá. Góc này bắn teo là đẹp này, teo ulti một phát đẹp luôn này. Nếu mà ulti được, nộ được này. Ui, teo chắc không sống được pha nữa. Sao anh em ơi, con cát sống được, con cát giáp phòng mệnh. Ok anh em ơi, bạn này đi không? Do này không chơi được mình đâu nhỉ. Chơi được à? Nhảy vào mặt này. Chơi chúng tôi này. Ui bắn mình à. Đèn tê. Chơi game chỉ đèn ạ à. À đây bạn em trả mình tí teo đúng không? À, ok. Ok nhá. Nhận tí teo. Nhận tí teo nhá. Nhận một tí teo nhá. Đi lu. Đi lũ thẳng giữa Malok. Malok nhảy góc này không ai cản anh em ơi. Giáp phòng bệnh sang trong teo nhá. Ơ xong mình. Ơ đâu rồi. Ơ xong mình đâu rồi. Ơ một con Vera rồi anh em ơi. Ơ gì nữa đây. Gì đây. Thắng rồi à? Ma phào đủ lẫn quá. Không mệnh cho con teo của mình. Không để ý thắng luôn anh em ơi. Hồi đấy đang cuốn chỉnh đồ về vì kiểu chế độ 4 vàng thì thằng nó bị ẩn đồ ấy. Lỗi của Garena mình chả biết làm gì. Thằng không nhìn thấy đồ để chỉnh ấy. Má cười. À có đấy mình cho teo 4 đồ rồi nên là mình không cho là giáp mệnh sang. Má là ba hú hồn thật. Vũ hồn thần hộ mệnh. Hello vậy thôi, mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu bạn thích clip trên thì hãy cứ like, subscribe và comment xuống dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Alright, bye bye.